Bộ nám uke này bây giờ thì Huế sẽ test trực tiếp cái bộ nám uke này cho trên mặt của mẹ Huế nha. Bây giờ thì da mẹ Huế đã hoàn toàn là sạch rồi, đã sử dụng sữa rửa mặt rồi, đã sử dụng nước hoa hồng rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tìm xem cái kem nám D1 nhá. Ở đây thì là ban đêm, hôm nay là Huế quay là ban đêm, thế nên là Huế sẽ sử dụng cho mẹ Huế cái kem nám D1 và D2 là cái kem ban đêm. Mọi người sẽ nhìn này, cái chất kem của nó thì nó sẽ khá là trong và trắng trắng kiểu như thế này. Thế nên là khi mà mọi người sử dụng ấy thì mọi người sẽ tán vào cho Huế nhá. Sẽ tập trung là tán đều vào cái vùng da, tán đều vào cái vùng da mà cần điều trị, và đặc biệt là tập trung vào những cái vùng da mà cần điều trị. Bởi vì sao? Bởi vì những cái vùng da này là những cái vùng da mà chúng ta sẽ cần tập trung để trẻ hóa. Mình sẽ bôi đều kem lên, sau đấy thì sẽ tán đều ở vùng cổ này, rồi vùng da mặt. Mọi người để ý này, Huế khi mà Huế bôi kem thì Huế sẽ không bôi mà Huế sẽ tán tán vỗ vỗ nhẹ như thế này. Bởi vì sao? Để cho cái kem nó sẽ thẩm thấu vào da một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Và khi mà mọi người làm cái chất kem này thì mọi người sẽ thấy là cái chất kem này nó sẽ thẩm thấu vào da rất là nhanh. Nhưng chúng ta sẽ phải biết cách để chúng ta sử dụng làm sao cho nó hiệu quả nhé mọi người nhé. Ở đây là bước số 1 này. Sau bước số 1 thì chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta tán cái bước số 1 này lên trên da, chúng ta có thể là tập trung massage một chút xíu và đẩy đẩy một chút xíu như thế này nhé mọi người nhé. Cái bước số 1 này thì nó giống như một dòng serum nên là nó sẽ thẩm thấu vô da rất là nhanh. Và mọi người có thể đập đập vỗ nhẹ từ hướng từ ngoài vào trong như thế này để giúp làm sao cho cái da của chúng ta nó sẽ hấp thụ được cái sản phẩm một cách tốt nhất. Đây, và đây là cái kem số 2 nhá. Sau khi mà sử dụng xong kem số 1 thì chúng ta sẽ sử dụng sang kem số 2. Và cái kem số 2 này thì chúng ta bôi như thế nào? Chúng ta sẽ cũng vỗ vỗ, mang cái tính chất là vỗ vỗ tán đều lên trên mặt nhá mọi người nhá. Mọi người lưu ý này, cái chất kem này của nó thì nó sẽ đặc hơn kem số 1 một chút xíu, chứ nó không có loãng loãng giống như là cái kem số 1. Thế nên là chúng ta sẽ vỗ làm sao để cho nó tán đều được cái chất kem này ra. Đó, thì mọi người có thể nhìn đây. Đó, sau rồi chúng ta làm rất đơn giản thôi, chúng ta rửa sữa rửa mặt, sau đó lau nước hoa hồng, rồi chúng ta sử dụng kem đêm số 1 và kem đêm số 2 là chúng ta đã xong một bước dưỡng da rồi. Đây mọi người nhìn này, có hai cái loại kem thì chúng ta sẽ có cái kem đêm số cái kem ngày số 1 và kem ngày số 2. Nó sẽ có một cái tác dụng là nó sẽ giúp cho da của chúng ta nó sẽ được cấp cái gọi là nâng tông da, và nó có một chút xíu cái thành phần là chống nắng ở trong này. Thế nên là đối với chị em hoặc là các bác nào mà chúng ta ví dụ như không ra ngoài nắng thì chúng ta có thể sử dụng cái số 1 và số 2 này thôi, còn không phải sử dụng thêm kem chống nắng. Nhưng đối với những cái trường hợp nào mà các bác mà đi ra ngoài hoặc chúng ta làm việc ở ngoài môi trường bên ngoài thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải sử dụng thêm kem chống nắng ngoài cái kem số 1 và số 2 ban ngày nhá. Một ngày chúng ta chỉ dành ra 10 phút, 5 phút vào ban đêm và 5 phút vào ban ngày để chúng ta có thể bảo vệ và giúp cho chúng ta có thể trẻ hóa được cái làn da của mình. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào những cái video tiếp theo. Mẹ chào mọi người đi. Mẹ chào mọi người đi. Bye bye mọi người nha.